quý vị và các bạn, thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính địa bàn tỉnh được quan tâm đẩy mạnh và đạt được những kết quả nổi bật. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính được triển khai rộng rãi, góp phần giảm thời gian và chi phí đi lại cho người dân, tổ chức. Để đạt được những kết quả khả quan này, có đóng góp không nhỏ từ nỗ lực cải cách thủ tục hành chính tại các huyện, thành phố trong năm qua. Đơn cử như huyện Rạch Rai, trong năm 2023, Ủy ban Nhân dân huyện Rạch Rai có 100% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết trước và đúng hạn. Trên địa bàn huyện không có phản ánh kiến nghị liên quan đến quy định thủ tục hành chính. Điều này đã phần nào cho thấy hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện thời gian qua. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, các công dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa xã Gia Dom, huyện Gia Rai đã hoàn thành xong các thủ tục giấy tờ. Việc thủ tục hành chính được thực hiện kịp thời, nhanh chóng, không chỉ giúp công dân tiết kiệm thời gian, mà còn góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân đối với bộ máy chính quyền địa phương. Từ năm 2021, thì bên Ủy ban nhân xã cũng đã cải cách những về chuyển đổi số, công nghệ số. Qua đây, người dân chúng tôi đến đây để làm những thủ tục hành chính, ví dụ như là làm những giấy tờ liên quan đến bản thân và giấy tùy thân trong gia đình để hoạt động công việc. Thì qua đây tôi lên thấy là trong quy trình làm việc của bộ phận một cửa của Đảng ủy Ủy ban là rất chi là nhanh và gọn so với quy trình của trước đây là nhanh và gọn. Ví dụ như tôi lên làm khoảng 1 tiếng 2 tiếng thì mới xong được cái giấy tờ thủ tục. Còn hiện tại bây giờ lên khoảng 15-20 phút là chúng tôi đã hoàn thành và xong và được đi về để lao động sản xuất những công việc tới. Đấy. Thì qua đây thì bản thân là một người dân lên làm thủ tục hành chính thì cố gắng mong bên bộ phận một cửa là tiếp tục phát huy được những cái để ngắn gọn rút đỡ về, ví dụ như là 20 phút thì xuống còn khoảng 50 phút gì để cho người dân, tạo điều kiện cho người dân để nhanh gọn để về còn tăng gia sản xuất thêm. Triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính, xã Gia Dom đã ban hành các văn bản chỉ đạo tập trung vào công tác thí điểm tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính, tăng cường tiếp nhận và xử lý bằng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, đồng thời tăng cường quán triệt đến cán bộ công chức về nội dung trọng tâm cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn xã nhằm tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị về cải cách hành chính. So với trước khi sử dụng mình triển khai công tác cải cách hành chính thì việc người dân đi lại và thực hiện các thủ tục sẽ rườm rà hơn. Việc cải cách thủ tục hành chính, nhiều người dân một số thủ tục người dân có thể trực tiếp ở nhà và thực hiện được, không nhất thiết phải trực tiếp lên bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã. Người tăng một số thủ tục liên quan như xác nhận tình trạng hôn nhân hay làm một số thủ tục người dân có thể trực tiếp ở nhà và thực hiện trên tài khoản dịch vụ công của mình. Đối với người dân sử dụng công nghệ thông tin được thì sẽ có rất là thuận lợi và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và thủ tục sẽ bớt rườm rà hơn cho người dân. Qua cái công tác cải cách hành chính thì cũng như thủ tục hành chính thì cái kết quả nổi bật được thể hiện là như các cái nội dung như là thứ nhất là người dân ở cơ bản là nắm và hiểu được các cái nội dung mà các cái văn bản cũng như các nội dung mà về thủ tục hành chính cũng như là cải cách thủ tục hành chính, thì coi đó là người dân thuận tiện trong cái công việc mà lên cơ quan xã thực hiện cái nội dung được nhanh chóng, tiết kiệm thời gian cho người dân đi lại. Thứ hai là cái việc mà trao đổi, việc xử lý các cái văn bản trên hệ thống cũng như là trao đổi công việc của các cơ quan tổ chức trên địa bàn các cấp, ví dụ các cấp được thuận lợi, nhanh chóng và tiết kiệm thời gian. Thứ ba là cái việc mà dễ dàng cho việc mà tra cứu cũng như là lưu trữ các cái hồ sơ của các tổ chức cá nhân, khi cần thiết thì có thể là hệ thống sẽ thực hiện được ngay. Tương tự xã Gia Dom, ở xã Gia Tơi, việc thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính đã rút ngắn được thời gian, chi phí đi lại cho người dân trong thực hiện các giao dịch hành chính, nhất là các lĩnh vực đất đai, kinh doanh, giảm thiểu tối đa các giấy tờ mà vẫn đảm bảo được cơ sở pháp lý để thực hiện thủ tục giao dịch. Đối với lĩnh vực xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số,
địa phương đã được quan tâm, đầu tư trang thiết bị cần thiết phục vụ cho nhu cầu giao dịch của người dân. Việc ứng dụng các phần mềm trong giải quyết công việc đã giảm thời gian xử lý văn bản, giảm được giấy tờ và việc đi lại của công dân. So với mọi năm trước thì 2-3 năm gần đây thì cán bộ thân thiện hơn, làm thủ tục nhanh gọn, đơn giản hơn, rút bớt thời gian cho bà con khỏi phải chạy đi chạy lại nhiều. Bình thường thì ngày trước thì chỉ có mỗi mình cái nhập khẩu thôi cũng đã là lâu lắm rồi, cứ phải chạy đi chạy lại xin giấy tờ bên này bên kia. Nhưng mà bây giờ là chỉ vào làm có một lúc là xong. Bản thân là thực hiện cái tại bộ phận tư pháp hộ tịch thì cũng đã thực hiện là các vấn đề là chứng thực, bản sao theo bản chính, rồi là các cái thủ tục là thực hiện là trực tuyến, như ví dụ là thực hiện là liên thông về khai sinh khai tử, liên thông với công an thì công dân đến thực hiện làm giấy khai sinh thì chỉ phải làm giấy khai sinh thôi, là liên thông với công an thì tự bên công an là nhập khẩu, cũng như là bên bảo hiểm là thực hiện liên thông để tự làm bảo hiểm, thì cái đấy là rất chỉ là tốt, nhanh chóng cho người dân, là không phải đi thực hiện các cái thủ tục hành chính ở các cái như bên công an và bên lên bảo hiểm, là giảm bớt cái thời gian cho công dân đi thực hiện các cái thủ tục hành chính. Trên cơ sở hiệu quả từ công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2023, trong năm 2024, xã Gia Tơi đặt mục tiêu 100% hồ sơ thủ tục hành chính của xã phải được tiếp nhận, giải quyết trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và phải liên thông, đồng bộ với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia để người dân, doanh nghiệp theo dõi đánh giá quá trình thực hiện. Trên 50% người dân doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính không phải cung cấp lại các thông tin giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục hành chính trước đó, mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đang quản lý, hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước kết nối chia sẻ. 100% thủ tục hành chính nội bộ giữa cơ quan hành chính nhà nước được công bố công khai và cập nhật kịp thời. Đẩy mạnh và quyết liệt trong công tác tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính và rà soát, mạnh dạn đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền là sửa đổi, bổ sung hoặc là bãi bỏ các thủ tục hành chính nó không còn cần thiết, làm phát sinh những cái chi phí cũng như là gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Cái thứ hai nữa là thực hiện nghiêm cái việc công bố, công khai, minh bạch và đầy đủ các cái thủ tục hành chính theo quy định. Thứ ba thì nó sẽ tăng cường cái kỷ luật kỷ cương hành chính trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục chính, cung cấp dịch vụ công và thực hiện nghiêm các cái báo cáo giải trình của người đứng đầu, xin lỗi người dân và doanh nghiệp nếu như phát sinh những cái việc mà không được kịp thời. Thứ tư là thực hiện số hóa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định của chính phủ. Và nội dung 5 là tiếp tục triển khai thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong nội bộ để ban hành theo cái quy định số 1085 của chính phủ. Trên địa bàn huyện Gia Rai, trong năm 2023, Ủy ban Nhân dân huyện đã tiếp nhận gần 850 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, trong đó có tới 790 hồ sơ giải quyết trước hạn, chiếm tỷ lệ gần 100%, và không có hồ sơ trễ hạn. Ủy ban Nhân dân các xã đã tiếp nhận trên 2.100 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và có đến hơn 99,6% hồ sơ được giải quyết trước hạn. Nhờ thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính mà trong năm qua, Ủy ban Nhân dân huyện và các xã không nhận được phản ánh kiến nghị nào của tổ chức cá nhân về thủ tục hành chính. Để công tác cải cách thủ tục hành chính thực hiện hiệu quả hơn trong năm 2024, huyện Gia Rai tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện. Tổ chức theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin điện tử một cửa của tỉnh, thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến theo quy định, tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện kịp thời các quy định mới, công khai đầy đủ về các thủ tục hành chính, thực hiện đúng quy định về quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công bố. Qua đó góp phần thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện và đóng góp chung vào mục tiêu thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính nói chung, cải cách thủ tục hành chính nói riêng trên địa bàn tỉnh.